Đây là 20 tháng 6 2023, kiểm tra là bệnh nhân gút là ok hẳn rồi đấy. Nó êm được 2 tháng rồi nhỉ, hơn 2 tháng rồi. Đã ăn nhậu được chưa? Tốt, còn ác. Bệnh nhân về cơ bản là đã ăn nhậu được rồi, phấn đấu làm sao mà tất cả bệnh nhân sau này chế độ ăn phải về bình thường, không phải kiêng khem nữa. Còn ăn mà nhậu mà cái mà nó đau thì chưa được. Đây ăn đây có gì đó. Thế là ngon lành rồi đấy. Bây giờ chú ngồi dậy đi. Đi làm tốt là gì nữa? Đi tốt mà. Đi làm suốt là gì? Phải sạch đà. À, giờ làm gì trên đấy? Trong trường của chú Phương đang trên đây. Đang làm trường học. Và sáng lên giả ít tiền lấy xong rồi về đấy, như về giờ bảo chiều lên đây ra đổi phiếu giả tiền chồng đi giả không còn phiếu để